Cho mình quay mọi người một tí nhá. Cho anh quay mọi người một tí nhá. Cho anh quay bạn gái xinh đẹp này một tí nữa nhá. Có chụp ảnh không anh? Có, chụp ảnh đẹp. Cho mình quay bạn xinh gái một tí nữa. Có cảm nhận thế nào về MV hôm nay? MV lần đầu tiên mà được diễn với A Sản. Em có cảm nhận là rất vui và rất vui thôi. Diễn chụp với anh Sản rất là vui thôi. Đây anh Sản. Anh nói. Anh Sản bao nhiêu cô muốn diễn cùng không được đây này. Anh Sản đây cũng là thực ra anh Sản chưa diễn MV bao giờ. Không, em thấy cái MV ở dưới sông bán vé rồi mà. MV đấy anh có diễn không? Em thấy anh hát một đoạn xong rồi hai đứa kia cứ chơi cả buổi đấy. Nhảy nhót dưới đấy thôi. Nhưng mà okay. em tên gì các quên rồi. Em tên Sùng Thị Lai. Sùng Thị Lai, chỗ nào? Em ở chỗ nào? Anh em ơi, sau lúc đây diễn em nói bé đấy bây giờ em. Em đúng thật đấy. Đánh người. Anh sắp sợ rồi đấy. Không, tại anh không biết làm nãy diễn lần đầu tiên diễn đây. Thôi quay em ạ, quay tất cả. Lai ở chỗ nào Lai? Em quên. Ở... anh ở chỗ gì nhỉ? Ừ? Chỗ nào Xin Chén à? Em học học cấp 3 Xin Chén à? À, học chuyện gì ấy? Sư phạm á? Anh ra đấy mấy lần nhiều. Ai chà. Mọi người thế. Nói thế anh lại nghĩ xem mà mình có quên gì không? Đây em hát cho anh thêm bài đi. Bài gì mà em học ngành sư phạm gì đấy? Thả nào xinh đẹp thế. Em có người yêu chưa? Thật á? Đừng nói dối nhá. Không, anh thấy em xinh đẹp quá, anh quay. Đây là một cô gái rất là xinh đẹp. Bạn nào mà à, đây có phải là bạn trai không ấy? Hả? Bạn cũng lớp 12 ấy. À. Em nhìn anh quay cái gì hả? Anh quay rất đẹp luôn. Hot girl. Em ra đây ngồi luôn. Ra đây ngồi luôn. Để, được rồi, ngồi đây. Ok. Ngồi đây luôn. Bỏ xác hả anh? Trong nhà mà. Mô tình yêu trên là cái gì các bạn ơi? Kiểu anh chụp mấy kiểu anh đi. Có, anh chụp. Anh chụp vâng. Đây. Thế nào? Một, 2, 3. Ok. Chụp ba. Em phải cười lên. Em không cười là em không đẹp. Các thanh niên chuẩn bị mình kéo vợ nhá. Xinh đẹp quá. Bộ quần áo của em à? Có chụp ảnh không? Có mà, đang chụp mà. Nhưng mà anh đang lấy nét. Nhà nhá. Ôi, các bác chụp thì mình cũng còn nghĩ là sau này chụp các bạn. Đây là YouTuber à, cái gì nhà nhỉ? Sân nhà. Cái bộ quần áo của em mua rất là đẹp và em tự may hay là mua đấy? Mua đâu ấy, để anh đi mua bộ mặt nào. Mua ở chợ. Chợ nào ấy? Chợ Xin Chén à? Bật cấu á? Bật cấu anh đi tìm hết làm gì, thấy bộ nào đẹp như của em đâu. Ờ đúng rồi. Người ta chỉ biết được là hai dạng người đẹp nhất nước này. Đúng rồi, cái đấy. Hai dạng người đẹp nhất nước, vừa dài lại vừa nhiều view. Đâu mở remix cho em mùa nhảy bay nè. Đi nhảy đi. Không để cho anh. Thế đấy mình cứ nói chuyện em đó rồi em đó. Em ra đây ngồi luôn để anh hỏi cái câu cho hay lắm. Có tầm. Ê, nhưng mà sao em về giờ này làm gì? Bảo là đi chấm vẫn nhé em. Mình sao lại nghỉ giờ này? Thực tập à? Học năm mấy rồi? Năm đầu. Anh sao chụp cho em mấy tấm ảnh? Đi nào. Thế nghỉ mấy ngày? Từ 6 nhưng mà được nghỉ mấy ngày nữa, còn mấy ngày nữa. Phim này anh có video sắp tối anh up lên em mà xem. Sắp đi rồi. Sắp đi á, giống như chưa đi ngày mai là anh vẫn còn được gặp em. Ừ, em. À đúng rồi, hay là ngày mai anh mình rảnh thì đi nướng gà cùng nhau đi.
Bạn xà không biết có rảnh ngày mai khi nào? Mai thứ bảy thì tớ không làm việc rảnh. Thật thì bắt nhà. Gì đây? Như nào đây? Chương trình của mình là như nào đây? Thế mà chứ gì đây? Anh xà chụp mấy tấm ảnh đi, xong rồi không tí quay. Tí là. Ừ anh quay xuống nè. Được chưa? Bác bọn em ngồi như tượng Phật đấy. Đây cái anh sao lại ai làm thế nhỉ? Ôi. Chụp ảnh đi. Xúc chuột đéo đứng dậy đâu. Đấy, anh chụp đẹp mà. Nhưng mà anh nói thật chứ. Bởi vì anh sợ rồi. Kiểu tối cứ tầm mà chụp người nhắn tin anh ơi ảnh. Đấy. Xin ảnh trong khi đó ảnh thì rất nặng. Mình không có mạng nữa chứ. Dùng 2GB mà 2GB mình còn dùng tải video. Mấy câu gì đi? Không phải, gửi anh. Anh hỏi thì anh phỏng vấn đi. Nhưng mà bao giờ em đi học cơ? Sắp đi rồi. Đi á? Chủ nhật em đi rồi. Chủ nhật. Nhưng mà sao em với anh chưa nhìn thấy nhau bao giờ nhỉ? Tết mình đi với nhau rồi. Em cứ nói câu đấy anh cứ sướng. Được chưa đéo? Đi với nhau làm gì chưa? Chưa, kiểu không phải đi đôi mà là đi theo đoàn đi anh. Thế mà cứ nói là mình đi với. Ồ, em nói thật á? Ừ. Anh còn chờ hôm đấy anh còn chờ chị rất là xinh. Ấy làm gì có, Tết anh đi một mình mà. Chờ em nào đi cùng xinh quá nữa. Nên là em đấy lại bảo mong tình yêu lụng người yêu lộ. Đâu, từ trước đến giờ anh toàn đi một mình mà sao em lại nói thế nhỉ? Thế bố người yêu xinh gái. Lúc nào? Mình đi lúc nào? Tết của năm nay. Chỉ là đi chơi hay là đi ăn gì? Đi nướng gà, hôm đấy là hình như đi nướng gà. Quá. Anh em toàn tao mau anh em. Đấy, em phải thấy là tất cả đống này hay em à, ba em là nổi nhất ở đây đấy, xinh đẹp nhất. Còn em kia sao không ra đây ngồi? Em nhớ vào đen nốt xem nào. Ờ. Em mới đeo kính vít màu bộ đen. Được chưa? Chưa, từ. Còn một câu nữa, còn một câu rất là quan trọng. Anh ơi. Em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Số điện thoại á? Quay quay đấy. Không buồn đấy. Em buồn đấy. Xin số điện thoại. Số điện thoại. À, em có thể nói bé cho anh một mình nghe được không? Anh xin của bạn này trước đi. Đeo kính vào thế này. Thế thì một tí em nói cho anh nhé. Để bạn nào mà muốn biết số điện thoại của em thì gọi cho anh nhé. Chào bác Hưởng nhá. Ây da. Anh có sống chưa? Anh ơi, từ. Bác Hưởng muốn nói câu gì để em chuyển lời cho hai em này nào? Anh nói gì đi anh? Nói câu gì để em nói là đây là hai hot girl của Simakai này, rất là xinh đẹp luôn. Ôi anh nói thế ngại quá. Thế nào anh lên đây em dẫn anh đi quay hai hot girl này nhá. Anh không phải trên này không nói đi cùng này. Cái gì nhỉ? Mình vừa nói đến câu gì nhỉ? Câu anh bảo là nhưng mà nick Facebook thì chắc là cho được đúng không? Ừ, ok, em nấm. Em nấm á? Em nấm hình như là mình có tìm được thì cứ vào bạn của anh sàn thì à con. Thế nếu mà mình anh vào nhắn tin vào cái bạn thì bình thường quá, nhưng mà các bạn mà bạn nào mà nhìn thấy mà bạn nhìn nhắn bây tin giờ người ta gái này. Câu gì nhỉ? Quên công thức rồi, câu tiếp theo câu gì nhỉ? Hỏi có người yêu chưa xong hỏi câu gì anh Hưởng nhỉ? Quên rồi. Cái gì à? Cái bảo là nếu mà bạn nào mà nhắn tin cho em thì nhớ trả lời nhá. Hay là bây giờ lên luôn đi. Thế. Phát trực tiếp mà. Đây có bao nhiêu bạn hỏi nhưng mà anh không trả lời thôi. Con mùa. Mùa. Mùa ơi, em tên gì nhỉ? Em tên mùa. Yeah. Mùa em tên gì nhỉ? Con nick Facebook của mùa tên là gì? Cứ thì mùa à? Trời, hai cô gái xinh đẹp này biết chọn cô nào đây? Nếu là anh không chọn một cô nào anh phải chọn cả hai cơ. Sao anh phải ham thế? Ngay cả anh rửa anh cũng nói thế mà. Bây giờ thì giờ anh mới biết là hôm nay hai em búi tốt cho em vậy. Em thật là đáng yêu. Anh em hả? Chưa được. Chưa. Hả? Đây nhiều bạn đang hỏi là muốn nhìn em thật lâu. Đấy. Đùa, em xem à? Không cho xem. Một tí xem sao. Nhưng mà mình quay một cái tiểu phẩm nhá. Đây bạn nào mà muốn cái bạn Facebook của em mùa thì nhắn tin vào cứ thì mùa nhá. Và phải thông qua bát nhà nhá, phải thông qua từ đầu đến cuối nhá. Ôi cảnh thật là đẹp.